Nghi thức ban bí tích thêm sức gồm 3 phần. Phần thứ nhất, tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai, đức giám mục đặt tay và cầu xin Chúa Thánh Thần. Phần thứ ba, sức dầu thánh. Tuyên xưng đức tin. Đối với các em lãnh bí tích thêm sức, việc lặp lại lời tuyên xưng khi chịu phép rửa tội giờ đây mang tầm ý thức và trưởng thành. Trước mặt đứng giám mục chủ tế, vị đại diện hội thánh, các em sẽ công khai tuyên bố từ bỏ tà thần và long trọng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp ý với các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức các con sẽ lãnh nhận cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không? Các con có tin hội thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Nghi thức đặt tay. Đức giám mục đặt tay trên các em lãnh nhận bí tích thêm sức và cầu khẩn Thiên Chúa, thể hiện việc chuyển ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trên các em lãnh nhận, giúp các em gắn bó hơn với Chúa Kitô và hội thánh của Người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha toàn năng đoại thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho nên vững mạnh và sức dầu, làm cho các em nên giống Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Chúng con cúi đầu mời quý Cha cùng đặt tay. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sức dầu thánh và chúc bình an. Đây là nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức. Mời các em và cha mẹ đỡ đầu tiến ra giữa nhà thờ. Cha mẹ đỡ đầu đặt bàn tay phải của mình trên vai phải của các em khi Đức Cha sức dầu, để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn các em. Mời cộng đoàn ngồi. Maria hay lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con. Gioan hay lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con. Maria hay lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con. Đa Minh hay lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con. Maria hay lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và cái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho chúng con khám phá ra chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa của tin mừng trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng lời Chúa và Thánh Thể, xin cho chúng con khám phá ra chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa của tin mừng trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Thank you.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho chúng con khám phá ra chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa của tin mừng trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và Giáo hội. Thêm sức đã kết thúc.